Rồi, đây giờ mời cả nhà. Để mình để cái muỗng qua đây mình dễ ăn nha các bạn. Mời cả nhà nha. Cuối tuần các bạn là trai phải không? Trai bia khôi luôn. Mời cả nhà vô. Này bia 7,5 nha các bạn. Đây các bạn, đây là món nem nướng nha các bạn. Tại vì mình thứ vậy trễ bà xã mình làm sẵn úp sẵn hết rồi nên mình không có quay công đoạn nha các bạn. Bây giờ mình đây đang úp sẵn rồi, mình để vô tủ lạnh trong vòng 5-6 tiếng gì đó cho nó dễ lại, xong rồi bắt đầu là mình dò chiên ra mình nướng thôi nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái món các bạn là món nem nướng nha các bạn. Đây bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị làm dò viên, xong rồi mình sẽ nướng này chia sẻ cho các bạn nha. Hôm nay các bạn cùng mình sẽ ăn món nem nướng nha các bạn. Trụng qua nước sôi cho nó cái cây nó sạch thế các bạn. Thế không? Trụng qua nước sôi mà cho cái cây nó mình khử trùng, giống như khử trùng đó. Thì nhiều cây thì mình mua về thì nó những cái cây kim thì nó không được sạch đâu, mình về mình ngâm với nước sôi vậy thì mình nướng nó cũng đỡ cháy mà nó được tiệt trùng đấy các bạn đó. Thì bắt đầu là mình sẽ xỏ viên các bạn. Đây các bạn, là bây giờ mình dò viên xong rồi mình xỏ ra các bạn. Bây giờ chỉ sẽ đi nướng thôi. Bây giờ mình làm là coi như cũng nhiều các bạn, nhưng mà mình quay cái này một chỗ này các bạn thôi ha. Nếu như mình cái nào mình chưa ăn đó, mình cứ để như vậy, mình dò như vậy, mình ghim như vậy, xong mình để vô đông đá các bạn đó, để vô đông đá đi. Rồi khi nào chúng ta ăn lấy ra xong tôi để ra ngoài chút xíu là tôi bỏ vô ta nướng thôi, thấy không? Nên lần làm thì lần cực nên mình làm cũng nhiều các bạn. Đây là mình chia sẻ các bạn cái ngắn chỗ này thôi, rồi mình sẽ nướng lên xong mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp tục ha. Đây là mình dò viên rồi các bạn. Đây mình làm hình từng cây với lại viên gì nè, bạn thích làm kiểu nào thì làm kiểu đó thôi. Thì xỏ dưa ghim vô vậy thôi, là mình bắt đầu mình bỏ vô lò nướng thôi các bạn. Nướng xong rồi là lấy ra là mình ăn thôi, rất là dai các bạn. Thì khi mình nướng xong rồi mình bắt đầu ăn là mình sẽ chia sẻ tiếp tục với các bạn ha. Đây là mình còn trong này đây các bạn, mình đang tiếp tục đây ha các bạn. Tiếp tục mình sẽ làm hết cái này, dò hết cái này xong rồi mình để ghim cái này, mình để vô đông đá nha các bạn. Khi mình ăn á là mình sẽ lấy ra mình để vô nướng thôi các bạn. Đây nó vậy thôi, bây giờ là mình tiếp tục nha các bạn. Khi đã bắt đầu mình nướng xong rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn, mình ăn thì mình sẽ chia sẻ các bạn nha. Rồi tiếp tục theo chân mình nha. Rồi bây giờ là mình tiếp tục các bạn. Giờ mình để vô lò nướng nha các bạn. Nếu mình dư thì mình cuốn lại gì nữa các bạn, mình gõ vô đông đá mình để cho mình ăn, lấy ra mình ăn thôi các bạn. Lấy ra nướng ăn thôi.
đây khoảng 10 phút xong lấy ra đây. Bắt đầu là giờ mình ăn nha bạn. Bạn thấy nóng đang sôi không? Cảm nhận không các bạn? Bây giờ là xong rồi nha, bắt đầu mình ăn cái này củ bánh tráng trước nha bạn. Nem nướng đây, bây giờ nem nướng mình có là thêm tí xíu khôi vợ chiên luôn các bạn. Rau có sẵn đây, mình thì rau cũng có gì các bạn. Đây cây nhà lá vườn có gì ăn nấy các bạn đi. Rau minta đây các bạn, salad, giá, như vậy thôi. Đây là nước nóng, đây là bánh tráng các bạn, này bánh tráng. Bắt đầu giờ mình là cuốn ăn nha các bạn. Đây mình sẽ chia sẻ các bạn luôn, mình vừa cuốn vừa ăn luôn các bạn. Đây vài lon các bạn, cuối tuần ha, làm vài lon luôn. Rồi bắt đầu các bạn cùng mình thưởng thức món nem nướng củ bánh tráng nha các bạn. Giờ bắt đầu mình củ bánh tráng nha các bạn. Đây nhúng với nước đây, đây là nước nóng. Ăn thôi các bạn ơi, thấy là hấp dẫn rồi, thèm quá rồi. Rau, salad, giá, đây bắt đầu là chả, chúng ta chút vô thôi, nguyên cây này thôi. Mình thì thích ăn rau nha các bạn, nên mình cho thêm rau vô cho nhiều nhiều chút nha các bạn. Đây các bạn, rau thơm. Mình ăn cái rau này vô cho nó thơm nha các bạn. Đây, bây giờ mình cuốn thôi. Ăn để mình... Đây các bạn, khoan đã, mình sẽ cho chút xíu ớt các bạn. Mình thì ăn ớt cay các bạn. Thế mình đây, mình cho thêm ớt vô. Mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Đây là mắm ớt nha các bạn. Rồi, đây giờ mời cả nhà. Mình để cái muỗng qua bên đây thì dễ ăn nha các bạn. Mời cả nhà nha. Cuối tuần các bạn là trai phải không, trai bia khôi luôn. Mời cả nhà vô này. Bia 7,5 nha các bạn, hơi nặng chút.
với từng lai rai. Đây là nem mình nướng ra quất đó, mình ăn. Đây là nem của bánh tráng, nem nướng của bánh tráng đó. Nói chung lại là mình thích cái nào ăn cái nào có rau là mình khoái, tại vì nên bầu dứt không cứ làm cái nào có rau vô là mình chịu. Nên nem nướng nè, chả giò chiên nè, cuốn bánh tráng nè, chả giò chiên, cuốn rau sống nè, ha, rồi chả giò, bún chả giò, toàn món có rau thôi. Vậy nên mình thích ăn rau, như vậy, ngon. Và cái chả rất là dai và rất ngon. Không phải nói chứ là mình bà xã mình là tiền giờ các bạn làm món lấy món này là coi như mình có khoái mà nói chứ đi ra ngoài tiệm như khi mình ăn á món ngon là bạn cũng nhận làm đủ cái gia vị mình thích mình ăn nó vừa ăn mình ngon thấy khoái. Nay cuối tuần làm vài cuốn này dạng một hơi lon bia thế thôi, tiếp tục nướng bánh tráng. Tiếp tục thôi rau. Salad. Đủ các loại các bạn. Đây là rau thơm. Dạ, đó. Còn thấy hấp dẫn không? Mình làm coi như là đây, là mình làm luôn. Đó, để đây các bạn. Nó cuốn thôi. Mình không có khéo tay lắm nha các bạn, cuốn sao ăn vậy ha, cuốn hơi to chút, mình cũng không có khéo tay lắm các bạn, mình cuốn đại thôi, cuốn đại ăn thôi. Đó, để các bạn thấy cái cuốn không, bự kìa, to tướng này nè, đây mình đưa gần cho các bạn coi đây. Đó, các bạn cứ cưới cỡ này nè, bự cỡ này là đây, cái cục chả trong đơn các bạn ha, cuốn to cái này nè, ăn 3 cuốn xong là no luôn các bạn. Bây giờ tiếp tục ha, tiếp tục là làm theo chuyên môn luôn đây, mời cả nhà lần nữa nha. Mình ăn bởi vì nên mình thích ớt á, mình có lúc nào có ớt đây các bạn. Nói chung là
ăn mấy cuốn này à, để bóc bằng tay ăn ngon và hơn. Bây giờ thì khi bạn coi những cái phim mà của những người thổ dân, họ ăn bóc, họ nướng, họ bóc, họ làm toàn tay thôi, ăn bằng tay hết. Nhưng mà cái đó là coi như là cái thời mà cái bằng thời nguyên thủy á, thì cũng rất hay các bạn. Mình ở đây nó thẳng là ăn cái này thì mà nếu mà ăn đũa rồi thì đâu có ăn được, chỉ có là bằng tay quấn xong rồi chấm ăn thôi, vậy mới là hấp dẫn thôi. Ngon, hấp dẫn mà. Như bạn ăn bánh xèo vậy, khi ăn bánh xèo á, có gì thì ăn gõ vô tô rồi á thì ăn nó cũng đâu ngon. Còn dùng lá cải, mấy cái lá cải to đó ha, bỏ bánh xèo để lên rồi xong rồi bỏ thêm đồ rau vô cuốn lại chấm với mắm ăn, vậy mới thú vị các bạn. Giờ các bạn thằng thưởng thức được cái ngon đó, chứ còn bỏ vô tô mà trộn lên rồi đập cẩm vô ăn thì nó cũng mấy ngon, mà cứ ăn mình cuốn thì thưởng thức từ từ rất ngon các bạn. Mời các nhanh đó. Nem nướng cuối tuần à, Thánh Lai ăn nem nướng cuối tuần. Khi tên Thánh Lai kiểu như cái vô anh em cho đặt cho mình tên Thánh Lai, thì bây giờ lúc nào vậy mình sẽ dùng cái tên Thánh Lai này đi kèm với tất cả những cái tiêu đề của mình, là lúc nào cũng nhìn Thánh Lai. Thì các bạn anh em mình nếu như yêu thích mình thì cứ vào ủng hộ cho Thánh Lai, rất là cảm ơn các bạn. Nói chung là mình cũng không có biết là như thế nào, nhưng mà tại vì cái thời gian qua gì qua đó, mình làm YouTube nhưng mà cái thời gian mình thiếu giờ quá nhiều, cái giờ mình á nó nhiều nên mình cố gắng mình like để mình kiếm thêm giờ thôi. Nhưng thực chất ra là mà nói á thì anh em á cũng nhờ anh em, những người anh em yêu thích mình và ủng hộ cho mình, bởi vậy nên càng nhờ anh em vào cái luồng like của mình thì mình được thêm rất là nhiều giờ các bạn. Từ chỗ đó rất là cảm ơn các anh em đã nhiệt tình ủng hộ mình, để yêu thích và đến ủng hộ mình, rất là cảm ơn. Trong thời gian dài vừa qua, clip này coi như là mình Thánh Lai ăn nem nướng của bánh tráng cuối tuần, thì clip này tới đây mình cũng có thể là mình kết thúc cái clip này ở đây. Cảm ơn các bạn đã yêu thích mình, quan tâm và theo dõi ủng hộ mình. Mình hứa sẽ cố gắng trong thời gian tới mình sẽ làm nhiều thứ rồi tốt hơn, hay hơn.
để chia sẻ cùng mọi người cuộc sống của Thánh Lai nơi đất thì điểm này. Thì nói chung là khu vực Bắc Âu này các bạn biết rồi, thì nó là xứ lạnh mà. Thì mùa đông á, mình cũng không có được nhiều cái cảnh quay đâu. Có thể là mình sẽ quay các bạn những cái lúc nào tuyết rơi hay là cái gì đó đẹp đó, mình sẽ quay, nhưng mùa đông thì mình không được đi nhiều. Nói chung mình quay chỉ chắc có thể mình cứ ngồi trong xe rồi thì nhiều, chứ còn đi ra ngoài thì mình sẽ cố gắng mình làm cái clip nào đó. Nhưng mà không biết là thời gian sắp tới nếu mà mình đi vào học rồi đó, hay là mình chuyển qua một cái nghề gì khác rồi đó, thì mình cũng không có thời gian để lên chia sẻ các bạn được nhiều đâu. Nên cái clip này mình muốn chia sẻ với, ngắn với các bạn một cái buổi thứ bảy chiều cuối tuần. Thánh Lai ăn nem nướng của Minh Tráng để chia sẻ với mọi người. Thì đến đây mình cũng xin kết thúc clip này và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Nếu các bạn yêu thích mình và cảm thấy mình hay trong cái hôm nay, thì bạn cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình thật tình là rất là cảm ơn các bạn. Vậy đây mình cũng xin kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần, những ngày cuối tuần vui vẻ. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye cả nhà.